Trong công việc có thể không cần sự nữ tính. Sự nữ tính nó chỉ tồn tại trong giao diện tình cảm. Anh lặp lại nha, anh dùng chữ giao diện chứ anh không nói thời gian hay không gian nha. Hai cái đó khác nhau. Anh giả sử nha, em ở trong công việc có nghĩa là giao diện công việc. Tức là lúc đó là vào buổi trưa và là chỗ làm là công ty và nói việc của công ty. Thì lúc đó là giao diện về công việc. Nhưng mà giả sử bây giờ em và ông sếp ở chỗ công ty nói chuyện về công ty, nhưng ông sếp thích em, thì cái lúc mà em nói chuyện với ông sếp về chuyện của công ty thì ông sếp ông lại nhìn em trong giao diện tình cảm. Thì ở trong cái công việc nha, với về công ty thì em không cần sự nữ tính, tại vì lúc đó nó là con người của công việc, tức là chữ vai trò á.